Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip thay mặt kính của máy Samsung S20 Ultra nha các bạn. Kính nó vỡ dưới góc bên đây nha các bạn. Nè, đây khách làm rớt cắn khúc này luôn nè. Cắn chỗ sườn luôn nè. Trước khi mình thay kính thì mình phải test lại màn hình nha các bạn. Màn hình hiển thị ok, cảm ứng mượt ok mình mới thay kính được nha các bạn. Đó, cảm ứng ok đó. Con này màu này chắc màu tím á, chắc kia màu tím hay gì. Giới thiệu một kính mới mình nha các bạn. Đây một kính mới mình nha các bạn. Đây một kính được phủ nano bóng nha các bạn. Kính này là kính zin nha các bạn. Đây mình test qua cái kính zin của máy cho các bạn xem luôn. Và bây giờ mình tiến hành con này mình ép nguyên cây nha các bạn, mình ép không cần phải tháo máy nha các bạn. Trước khi mà ép nguyên cây mình sẽ cưa kính hai góc trên đây nè, để mình lấy mí ra mình vô chỉ mình cắt nha các bạn. Và bây giờ mình tiến hành mình cưa kính hai cái mép trên màn hình nha các bạn. Này các bạn cưa các bạn cẩn thận nha, cưa nhẹ, cưa từ từ thôi. Rồi giờ mình cưa bên đây xong rồi, giờ mình qua bên đây mình cưa một con mí nữa nha các bạn. Giờ mình tiến hành cắt kính ra nha các bạn. Mình đặt lên cái bàn này, cái bàn nhiệt đó, mình cho nó nóng cho keo nó mềm mình cắt nó dễ. Này lấy mí vô lúc ban đầu nó hơi lâu nha các bạn.
mình cảm nhận cắt là cái màn hình nó mỏng nha các bạn. Màn hình con này mỏng hơn là Note 10. Bước qua chỗ mắt cam này các bạn, qua từ từ thôi các bạn. Cái này khi mình cắt các bạn chỉ cắt được, chỉ được kéo chỉ thôi nha các bạn, không được nhả lại nha các bạn. Mình không có cưa qua cưa lại vậy nha các bạn, chỉ rút vậy thôi, thôi mình không chỉ mình bỏ luôn. Tại vì khi mà mình kéo cái chỉ này qua là chỉ nó sẽ bị dúng các bạn. Như cái này là dúng hết á, có đoạn là nó sẽ dúng nhiều lắm. Mình nhả ra cái là chỉ nó dúng luôn. Cái này mình cắt nó cũng hơi lâu các bạn, cắt tầm 15 phút rồi. Nên mình chỉ rút gọn cái khoảng khúc đầu với lại khúc cuối các bạn xem thôi nha, để đỡ tốn thời gian các bạn. Bây giờ mình sẽ dỡ mặt kính này ra luôn nha các bạn. Giờ mình lấy máy mình quấn cho nó đỡ các bạn, hồi vệ sinh cho nó mau nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở máy lên mình test lại màn hình nha các bạn. Con này cái độ cong của nó cũng ít nha các bạn, cắt ra độ cong cũng ít nè. Màn hình ok nha các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành vệ sinh cái phần keo này nha các bạn. Cái chỗ camera này các bạn, màn hình này nó được khoét lỗ nha các bạn. Đây là một cái lỗ hẳn luôn nè. Mình sẽ trong lúc mình vệ sinh mình sẽ lấy miếng phần keo mình dán lại cho nó che lại nha các bạn. Tiến hành vệ sinh thôi. Trước khi mình kỳ cái này là mình phải lau xung quanh cho nó sạch hết nha các bạn. Cái keo bận mình lau sạch hết rồi mới kỳ. Vệ
xanh sạch nha các bạn. Giờ mình lau cho nó sạch lại phần mấy cái bụi dụng, mình sẽ làm mình ép cánh mới vô nha các bạn. Lọc keo vào kính luôn nha các bạn. Trên kính có mấy cọng bụi để mình lau cho sạch. Cái kính khác còn kê lên nha các bạn. Mình sẽ cố định bằng cái miếng keo giấy. Thì bạn con này sau khi mình ép mặt kính vô đẹp luôn nha các bạn. Còn bọt đây xíu đây góc nè, nhưng mà nhỏ. Em test lại màn hình lại cái lần nữa nha các bạn. Ok nha các bạn. Cái nóng này mình ở cái bọt này mình sẽ đặt nóng một xíu nha các bạn. Bọt mà li ti tại vì trong lúc mình ép á nó dập keo nó, cái bọt nó không có đều, mình để lên nóng mà keo nó sẽ rút lại, nó sẽ có thể nó sẽ hết luôn nha các bạn, mình khỏi cần hấp. Các bạn keo nó rút hết luôn nha các bạn. Hết luôn rồi. Các bạn vừa rồi mình đã giới thiệu cái quá trình hai một kính đất 20 ultra bên mình nha các bạn. Con này mình ép không có tháo máy luôn nha các bạn. Đó. Đó, con này thời gian mình làm thời gian tầm khoảng 3 đến 4 tiếng nha các bạn. Đó, các bạn nào có nhu cầu các bạn hãy liên hệ bên mình nha để biết thêm chi tiết nha. Thì các bạn đừng quên like và share ủng hộ kênh mình nha các bạn. Để mình có những gì hay hay, cái máy gì mới mình làm clip cho các bạn xem nha. Rồi. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở những clip khác.